Nghị định số 77 năm 2024 của Chính phủ quy định điều chỉnh mức trợ cấp ưu đãi người có công với các mạng từ 2 triệu 055 000 đồng lên mức 2 triệu 789 000 đồng, tương ứng tăng 35,7%. Chính sách này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đồng thời, các mức trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với các mạng cũng như là thân nhân của người có công với các mạng cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng 35,7% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì nhiều người có công vẫn chưa nhận được mức trợ cấp mới. Cụ thể, bạn đọc Lê Minh Trí, thương binh, con gia đình liệt sĩ, phản ánh nhiều thương binh, trong đó có ông, từ tháng 7 năm 2024, đến nay vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo Nghị định số 77 năm 2024 của Chính phủ. Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, triển khai Nghị định số 77 thành phố Hồ Chí Minh còn bổ sung hơn 162,7 tỷ đồng kinh phí để điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với các bạn. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã có công văn đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn và bổ sung kinh phí để điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp theo nghị định số 77 năm 2024 của Chính phủ. Tuy nhiên đến nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận được kinh phí bổ sung từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Vì vậy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với các bạn theo mức chi cũ. Sở, Sở, Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, sau khi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung kinh phí, Sở sẽ chi trả bổ sung, truy lĩnh trợ cấp, phụ cấp cho người có công với các bạn ngay. Mức trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với các bạn thương binh mới nhất được áp dụng theo quy định tại phụ lục 1, phụ lục 2 phụ lục 3 ban hành kèm theo nghị định số 77 năm 2024 của chính phủ, đơn cử như sau. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, diện thoát ly, sẽ được trợ cấp với mức là 3 triệu 117 ngàn đồng một tháng. Ngoài ra còn được hưởng phụ cấp hàng tháng với mức là 529 ngàn đồng cho mỗi thăm niên chiến đấu. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, diện không thoát ly, sẽ được trợ cấp với mức là 5 triệu 291 ngàn đồng một tháng. Người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 sẽ được trợ cấp với mức là 2 triệu 884 000 đồng một tháng. Thân nhân liệt sĩ sẽ được nhận trợ cấp từ 2 triệu 789 000 đồng một tháng đến 8 triệu 367 000 đồng một tháng tùy trường hợp cụ thể. Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng sẽ được trợ cấp với mức là 8 triệu 367 000 đồng một tháng. Ngoài ra còn được hưởng phụ cấp hàng tháng với mức là 2 triệu 337.000 đồng một tháng. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến sẽ được trợ cấp với mức là 2 triệu 337.000 đồng một tháng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh sẽ được trợ cấp từ 1 triệu 878.000 đồng một tháng đến 8 triệu 941.000 đồng một tháng tùy vào tỷ lệ tổn thương cơ thể. Ngoài ra thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên còn được hưởng phụ cấp hàng tháng với mức là 1.399.000 đồng một tháng. Nếu có vết thương đặc biệt nặng thì được phụ cấp 2.867.000 đồng một tháng. Thương binh loại B sẽ được trợ cấp từ 1.552.000 đồng một tháng đến 7.397.000 đồng một tháng tùy vào tỷ lệ tổn thương cơ thể. ngoài ra thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên còn được hưởng phụ cấp hàng tháng với mức là 1.399.000 đồng một tháng. Nếu có vết thương đặc biệt nặng thì sẽ được hưởng phụ cấp với mức là 2.867.000 đồng một tháng. Bệnh binh sẽ được trợ cấp từ 2.911.000 đồng một tháng đến 7.104.000 đồng một tháng tùy vào tỷ lệ tổn thương cơ thể. ngoài ra bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên còn được hưởng phụ cấp hàng tháng với mức là 1.399.000 đồng một tháng. Trường hợp có bệnh tật đặc biệt nặng sẽ được phụ cấp với mức là 2.789.000 đồng một tháng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học sẽ được trợ cấp từ 2 triệu 120 ngàn đồng một tháng đến 6 triệu 358 ngàn đồng một tháng tùy vào tỷ lệ tổn thương cơ thể. Ngoài ra, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên còn được hưởng phụ cấp hàng tháng với mức là 1 triệu 399 ngàn đồng một tháng. Trường hợp có bệnh tật đặc biệt nặng thì được hưởng phụ cấp với mức là 2 triệu 789 ngàn đồng một tháng. Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đầy sẽ được hưởng trợ cấp với mức là 1 triệu 673 000 đồng một tháng. Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước trước cách mạng tháng 8 năm 1945 sẽ được hưởng trợ cấp với mức là 2 triệu 789 000 đồng một tháng. Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến sẽ được hưởng trợ cấp với mức là 1 triệu 639 000 đồng một tháng. Trường hợp người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước trước cái mạng tháng 8 năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến, sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp túc nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2 triệu 231 ngàn đồng một tháng. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, khi theo học tại các cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học được trợ cấp 2 triệu 789 000 đồng một tháng. Căn cứ điều lệ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam mới nhất thì những người được xét kết nạp vào Hội Cựu Chiến binh bao gồm Thứ nhất là các đồng chí đã tham gia các đơn vị vũ trang do đảng tổ chức trước các mạng tháng 8 năm 1945. Thứ hai là cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, bao gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, biệt động, đã tham gia kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, nay đã xuất ngũ, phục biên, chuyển ngành, nghỉ hưu. Thứ ba là cán bộ chiến sĩ dân quân du kích tự vệ đã trực tiếp tham gia chiến đấu, đội viên các đội công tác vũ trang, vùng địch tạm chiếm. Thứ tư là công nhân viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh giải phóng và bảo vệ tổ quốc. Thứ năm là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội đã xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành, nghỉ hưu. Thứ sáu là hạ sĩ quan binh sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ, về định cư tại các xã, huyện, tỉnh, miền núi, xã, huyện biên giới, đất liền, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ bảy là những người nhập ngũ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến ngày 31 tháng 8 năm 1989, quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ ở tuyến đầu biên giới, hải đảo, Thứ tám là những quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay có thành tính xuất sắc trong thời gian tại ngũ được khen thưởng từ giấy khen trở lên. Và thứ 9 là những quân nhân, cựu quân nhân được Bộ Quốc phòng đào tạo thành sĩ quan dự bị. Những người trên đây giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, hiến pháp, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, có đạo đức và lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, được cựu chiến binh và nhân dân tín nhiệm, tự nguyện thực hiện điều lệ hội, nhiệm vụ hội viên, làm đơn xin vào hội đều được xem xét, kết đạp vào hội cựu chiến binh Việt Nam. Thứ nhất, việc kết nạp hội viên phải đúng với thủ tục, nguyên tắc, đúng tính chất của hội đồng thời phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn hội viên. Thứ hai, người vào hội phải có đơn xin vào hội, báo cáo trung thực với tổ chức hội về lý lịch bản thân. Thứ ba là chi hội xem xét kết nạp từng người một và phải được sự nhất trí của ít nhất 2 phần 3 số hội viên của chi hội được triệu tập đề nghị. Ban chấp hành tổ chức cơ sở hội có thẩm quyền kết nạp xem xét, quyết định với sự nhất trí trên 1 phần 2 số hội viên được triệu tập. Tổ chức cơ sở hội không có ban chấp hành do hội nghị toàn thể hội viên xem xét. Nếu được sự nhất trí của ít nhất 2 phần 3 số hội viên được triệu tập, thì đề nghị tổ chức hội cấp trên trực tiếp ra quyết định kết nạp. Thứ tư, trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định kết nạp hội viên của tổ chức hội có thẩm quyền, chi hội tổ chức lễ kết nạp hội viên theo quy định. Thứ năm, chỉ kết nạp lại một lần, không kết nạp lại những người ra khỏi hội vì tự ý bỏ sinh học hội từ 12 tháng trở lên, sinh ra khỏi hội, gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, bị kết án vì tội tham nhũng, bị kết án về tội đặc biệt nghiêm trọng. Thứ nhất là thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương chính sách của đảng, hiến pháp, pháp luật của nhà nước. Thứ hai là chấp hành điều lệ hội, nghị quyết của hội, tích cực tham gia các hoạt động của hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ do hội giao. Thứ ba là tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức và giữ gìn phẩm chất từ cách hội viên. Thứ tư là đoàn kết tương trợ nhau, trên tình đồng chí, đồng đội, nhất là khi gặp khó khăn. Và thứ năm là tuyên truyền phát triển hội viên mới, đóng hội phí, sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở hội, tích cực tham gia xây dựng tổ chức hội vững mạnh, toàn diện. Thứ nhất là được thông tin, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cần thiết theo sự phát triển của tình hình nhiệm vụ của các bạn, được tham dự các sinh hoạt và hoạt động của hội. Thứ hai là được giúp đỡ về kinh tế, cải thiện đời sống theo khả năng của hội. Thứ ba là được hội giúp đỡ bảo vệ viên và lỡ hợp pháp. Thứ tư là được thảo luận, phê bình, chất vấn, kiến nghị và biểu viết các công việc của hội. Và thứ năm là được ứng cử, đề cử, bầu cử, cơ quan lãnh đạo các cấp của hội.